cảm viên S250 lắp đặt đầu nổ không cần điện 3 pha. Dòng máy ép cảm viên S250 lắp đặt đầu nổ do công ty Bình Minh sản xuất giúp bà con tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, tiết kiệm chi phí và công sức. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Trong video thực tế lần này, Ngọc Nga sẽ cùng với bà con trải nghiệm và quan sát quá trình bàn giao kỹ thuật trực tiếp cho khách hàng anh Tăng Dục Dương đã bay từ Phú Quốc, Kiên Giang ra Hà Nội để đến xưởng sản xuất của công ty Bình Minh, trực tiếp tham quan xưởng sản xuất và nhận bàn giao dòng máy ép cảm viên S250 lắp đặt đầu nổ D24. Anh Dương chia sẻ, dòng máy ép cảm viên S250 được anh Dương rất ưa thích từ thiết kế của máy cho đến năng suất, nhưng với thông số kỹ thuật của máy bắt buộc phải sử dụng nguồn điện 3 pha 380V, mà việc mắc nguồn điện 3 pha có chi phí rất cao đối với anh, nên anh Dương đã gọi điện đến cho công ty Bình Minh để nhận được sự tư vấn hỗ trợ. Nhận ra nhu cầu của anh Dương, nhân viên đã tư vấn cho anh về dòng máy ép cảm viên S250 lắp đặt đầu nổ D24 tiện dụng, có đề cùng với ắc quy do công ty Bình Minh sản xuất, dễ dàng sử dụng, lại không cần dùng dòng điện 3 pha mà vẫn đảm bảo năng suất từ 300kg đến 400kg trên 1 giờ, đáp ứng mọi yêu cầu của anh Dương. Sau khi được nghe tư vấn, anh Dương đã không ngại đường xá xa xôi, trực tiếp đến công ty Bình Minh đặt máy và đã được các kỹ thuật viên hướng dẫn kỹ lưỡng về việc sử dụng máy, cùng với đó là bản giao công thức ép cảm viên. Tư vấn viên đã giới thiệu cho anh ưu điểm việc sử dụng đề và ắc quy giúp hỗ trợ anh vận hành máy dễ dàng hơn so với việc dùng đầu nổ quay tay. Và thiết kế toa nạp dạng máng hứng tiện lợi, chứa đựng được lượng lớn nguyên liệu mà không gây tắc nghẽn máy. Đặc biệt hơn nữa, máy được trang bị cầu hộp số ô tô có tác dụng tăng cường và duy trì hoạt động của máy. Tại, kỹ thuật viên đang hướng dẫn anh Dương chạy thử máy. Đầu tiên, cho chạy trước 3-5 cân bột cám gạo để làm trơn mặt sàng. Và lưu ý anh trong quá trình phối trộn nguyên liệu phải đảm bảo độ ẩm từ 10-20%. Anh Dương quan sát thấy máy ép cảm viên dù lắp đặt đầu nổ nhưng vẫn vận hành rất nhanh chóng, rất dễ dàng sử dụng sau khi được hướng dẫn. Máy vận hành hoàn toàn tự động, khi máy hoạt động, anh Dương chỉ cần đổ đầy nguyên liệu vào toa nạp cho máy tự vận hành là đã có thể làm các công việc khác mà không cần phải đứng canh máy. Và theo yêu cầu của anh Dương, muốn sử dụng thêm nguyên liệu ngô nguyên hạt để quan sát thêm, kỹ thuật viên đã đổ ngô hạt cùng với bột cám gạo để cho ra thành phẩm viên cám chắc mịn, dinh dưỡng. Viên cám ra ấm nóng, anh Dương có thể trực tiếp cho vật nuôi ăn ngay hoặc đem phơi, sấy khô rồi đem đóng bao để bảo quản lâu dài, hoặc anh có thể đem cám do chính mình làm ra bán lại cho bà con ở xung quanh. Sau khi quá trình ép cám hoàn thành, kỹ thuật viên tiếp tục hướng dẫn anh Dương khâu vệ sinh máy. Bộ phận nghiền ép linh hoạt có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho khâu vệ sinh. Trong quá trình vệ sinh máy, kỹ thuật viên cũng đã chỉ dẫn cho anh Dương cách chỉnh độ dài của viên cám. Và để giúp đỡ những khách hàng như anh Dương cũng như người sử dụng khác dễ dàng di chuyển máy đến những khu vực làm việc, công ty Bình Minh đã thiết kế cho máy thêm bồn bánh xe. Vâng, và sau quá trình nhận máy và nhận bàn giao kỹ thuật, anh Dương cảm thấy rất hài lòng về sản phẩm cũng như là sự phục vụ và đón tiếp của quý công ty. Cảm ơn nhân viên tư vấn đã giúp đỡ anh đạt được mong muốn của mình và hứa hẹn sẽ giới thiệu cho mọi người về công ty Bình Minh. Cảm ơn anh Dương đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng sản phẩm của công ty. Thưa bà con, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh luôn cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cho bà con, vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi. Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, bà con hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.